Xin chào toàn thể quý vị và các bạn, đặc biệt là những anh em làm trong ngành nhôm kính. Thì có một bạn cũng hỏi mình là cách làm một cái ô thoáng của cái nhôm hệ 55W cạnh này cần những cây gì và làm như nào. Thì đây mình cũng làm video mình chia sẻ cho những anh em nào mà chưa biết. Đây là một bộ cửa sổ hai cánh này của mình, không có ô thoáng ở trên nhé. Đây là cửa hai cánh này, làm bằng nhôm hệ 55W vậy, không ô thoáng bên trên này nhé. Đấy, thì bây giờ muốn làm thêm một cái ô thoáng bên trên này thì nó sẽ có dùng bằng cây gì và những cách nào. Thì mình trả lời là nó có hai cách nhé, hai cách để các bạn có thể là làm thêm ô thoáng bên trên. Đây thì mình chuẩn bị các cái cây dùng để làm ô thoáng. Đây sẽ có hai cách này. Cách thứ nhất là sẽ dùng bằng cái cây cây chia khung này. Cây chia khung này và cây sập. Cách thứ hai là dùng bằng cái cây khung bao. Cây khung bao. Và cái cây này là cây lối vách. Đấy, có hai cách. Thì cái cây cách thứ nhất nhá, mình sẽ dùng bằng cái cây chia khung này và cây sập. Đấy, nếu mà dùng bằng cái cây cây chia khung này thì các bạn sẽ bắt vào đây cho mình như này này. Nó cũng giống cái cây chia làm hai cánh, cũng dùng cây chia khung này. Thì các bạn sẽ đấu vào như này để tạo ra một cái ô chết ở trên. Để sau đó là cắt sập. Cắt sập bắt vào xung quanh, bắt xung quanh cái khung đấy. Nếu mà làm như thế thì cái cây khung bao này nhá, cây chiều đứng này này, chiều cao của nó này. Chiều cao hai bên này nhá. Và bên này. Các bạn phải cắt cao lên. Cắt đủ cái số đo của cái khung cửa của mình. Đấy, cắt cao lên. Sau đó mình sẽ làm cái cây này là mình sẽ đẩy lên cao. Và cái cây chia khung này mình sẽ làm ngăn nó ra. Ngăn ra như này. Đấy, để tạo thành một cái ô thoáng ở trên này. Đấy, sau đó các bạn cắt sập vào. Thì nó sẽ tạo ra được một cái ô thoáng ở trên. Dùng một cây chia khung này. Đấy là cách thứ nhất nhá. Cách thứ nhất. Đấy, dùng một cái cây cái này cây chia khung nha. Đây là nhôm hệ 55W cạnh. Đây mình chia sẻ cho những anh em nào chưa biết nhá. Anh em nào mà biết rồi thì các anh em có thể không xem. Có thể thoát ra. Anh em nào mà xem thấy hay thì hãy chia sẻ cho nhiều người cũng biết. Và cho mình xin một like và một đăng ký. Còn anh em nào mà đăng ký kênh của mình rồi thì cho mình xin một like nha. Đấy, cách thứ hai nhá, là các bạn dùng bằng cái cây khung bao này. Cái khung bao này. Và cái cây cây này là cây lối vách này. Thì khi cắt khung ấy, cắt khung cửa đây này, các bạn tính cánh làm sao là đến, ví dụ như là cái cây khung này của nó là 1,5 m, các bạn làm cánh là 1,2 m thì còn đâu 30 phân, các bạn sẽ bớt lại, thì các bạn chỉ cắt 1,2 m thôi. Đấy, sau đó các bạn sẽ lấy cây cây lối vách này, đây cây lối vách này, các bạn ốp nó vào. Ôm nó vào như này. Đấy, sau đó là các bạn sẽ cắt một cái khung. Cắt một cái ô thoáng kích thước là bằng cái khung này. Cái khung bao.
Sau đó các bạn ốp vào như này. Này, cắt vào thành một cái khung luôn. Bằng cái ô thoáng ở trên, các bạn ốp vào là xong. Và vẫn phải dùng cái sập này nhé. Ô thoáng đấy thì vẫn phải dùng bằng sập. Để chúng ta còn lắp kính. Vẫn dùng sập như này. Thì lắp cái bắt bằng cái khung này, nó có một cái điểm hay hơn là bằng cái cây chia khung. Đấy, cái cây khung bao này này. Thì chúng ta có thể là đảo nhé. Các bạn có thể đảo ngược này. Đảo ngược lại. Các bạn quay cái mặt sập vào trong. Mặt này là mặt ngoài nhé. Mặt này ngoài, mặt cánh mở ra ngoài này. Thì cái mặt này sẽ là mặt trong. Khi các bạn mà làm ô thoáng bằng cái cây này này, cái khung này, và dùng bằng cái cây lối khung này, các bạn có thể đảo ngược lại được cái ô thoáng bên trên. Đấy, đảo ngược lại. Đấy, đây là mặt cắt của nó này. Mình đảo ngược được như này nhá. Thì khi mà các bạn lắp đặt ấy, các bạn khoan ốc vít chắc vào tường rồi, sau đó các bạn lắp kính, thì khi mình lắp kính từ bên trong mình lắp ra nó sẽ dễ hơn. Sau đó các bạn bắt sập vào, nó sẽ dễ hơn là các bạn lắp từ ngoài lắp vào. Từ ngoài lắp vào thì các bạn phải nhòi ra nhé, đứng ở trong này, nhòi ra đưa kính vào thì nó sẽ khó khăn hơn bằng mình làm cách này. Đấy, nhưng làm cách này thì nó có một cái nhược điểm, nó là tốn vật liệu. Các bạn làm bằng cái cây chia khung này, nó sẽ giảm tiện đi, nó sẽ giảm chi phí hơn là mình làm bằng cái khung bao này. Nó sẽ tốn hơn, nhưng được cái là nó khi mình lắp kính thì nó dễ hơn, lắp đặt sẽ dễ hơn. Đấy, nó có hai cách như vậy. Nếu mà dùng bằng cây này thì các bạn lắp kính ô thoáng này trước này, sau đó mới lắp khung bao vào tường, khoan bắt vít vào tường, thì nó sẽ dễ làm hơn, dễ thi công hơn. Đấy, so với khi các bạn mà lắp vào rồi, các bạn lắp kính thì rất là khó nhé. Nếu như cửa tầng 1 thì chúng ta đứng ngoài chúng ta lắp dễ, nhưng cửa tầng 2 là nhòi ra lắp kính rất là khó. Đây là cây khung bao này. Và đây là cây lối khung nhá. Đấy, dùng cách mà dùng bằng cây khung bao này là mô thoáng. Sẽ cần phải đến 3 cây này. Cây này, cây sập, cây lối khung và cây khung bao. Thế còn dùng bằng cái cây chia khung này thì chúng ta chỉ bằng mất hai loại thôi. Một là cây sập, hai là cây chia khung này. Thế đây mình chia sẻ cũng khá là chi tiết rồi. Anh em nào xem mà chưa hiểu thì cứ để lại bình luận bên dưới. Mình sẽ trả lời nhé. Mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Cảm ơn các bạn đã xem video nhé.